Kinh Hoàng Hiệm Đại Phương Quảng Phật quyển 52 Phẩm Như Lai xuất hiện thứ 37. Cảnh giới của Như Lai xuất hiện. Phật tử Đại Bồ Tát làm thế nào biết cảnh giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Ca vị Phật tử, Đại Bồ Tát làm thế nào biết cảnh giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Phật tử Đại Bồ Tát dùng trí huệ không chướng ngại biết cảnh giới Như Lai, biết cảnh giới tất cả ba đời, cảnh giới tất cả cõi, cảnh giới tất cả pháp, cảnh giới tất cả chúng sinh, cảnh giới chân như không khác biệt, cảnh giới pháp giới không chướng ngại, cảnh giới thật tế không bờ mé, cảnh giới hư không chẳng phân lượng, cảnh giới không có cảnh giới, đó là cảnh giới Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát dùng trí huệ không chướng ngại biết được pháp thế gian, tức là pháp xuất thế gian. Do đó có câu: Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác, lìa đời cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Cảnh giới của tất cả thế gian tức là cảnh giới Như Lai, cảnh giới Như Lai tức là cảnh giới của thế giới, chẳng có sự khác biệt. Lại biết cảnh giới của tất cả Phật, cảnh giới tất cả pháp, cảnh giới tất cả chúng sinh, cảnh giới chân như không khác biệt, cảnh giới pháp giới không chướng ngại, cảnh giới thật tế không bờ mé, cảnh giới hư không chẳng phân lượng, cảnh giới không có cảnh giới, đó đều là cảnh giới Như Lai. Cho nên nói, vạn sự vạn vật đều đang thuyết pháp. Nếu bạn minh bạch thì có thể chuyển bánh xe pháp. Nếu chẳng minh bạch thì bị bánh xe pháp chuyển, tức là chuyển theo cảnh giới mà chẳng chuyển được cảnh giới. Nếu thông đạt rõ lý thì con người chuyển được cảnh giới mà cảnh giới không chuyển được con người. Nếu mê hoặc không hiểu thì con người tùy theo cảnh giới chuyển, mình làm chủ chẳng động, tùy gió thổi như hạt bụi lơ lửng trong không. Nếu thấu hiểu thì vạn sự vạn vật đều đang diễn nói pháp của Như Lai. Hữu tình chúng sinh hiện thân thuyết pháp, vô tình chúng sinh thị hiện thuyết pháp. Tóm lại, tất cả đều đang thuyết diệu pháp. Phật tử, như cảnh giới của tất cả thế gian vô lượng, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng. Như cảnh giới của tất cả ba đời vô lượng, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng. Cho đến cảnh giới như không có cảnh giới vô lượng, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng. Cảnh giới như không có cảnh giới, tất cả mọi nơi đều không có. Cảnh giới Như Lai cũng như vậy, tất cả mọi nơi đều không có. Các vị Phật tử, giống như cảnh giới của tất cả thế gian vô lượng vô biên, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng vô biên. Giống như cảnh giới của tất cả ba đời vô lượng vô biên, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng vô biên. Cho đến cảnh giới giống như không có cảnh giới vô lượng vô biên, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng vô biên. Cảnh giới giống như không có cảnh giới, tất cả mọi nơi đều không có. Cảnh giới Như Lai cũng như vậy, tất cả mọi nơi đều không có. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết, cảnh giới của tâm là cảnh giới Như Lai. Như cảnh giới của tâm vô lượng vô biên, không ràng buộc, không giải thoát, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng vô biên, không ràng buộc, không giải thoát. Tại sao? Vì nhờ suy ngẫm phân biệt như vậy, hiện hiện vô lượng, như vậy, như vậy. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới tâm, tức là cảnh giới Như Lai. Như cảnh giới của tâm vô lượng vô biên, không ràng buộc, không giải thoát, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng vô biên, không ràng buộc, không giải thoát. Tại sao vậy? Vì nhờ suy ngẫm phân biệt như vậy, hiện hiện vô lượng, như vậy, như vậy. Phật tử, như Đại Long Vương tùy tâm mưa xuống, mưa đó chẳng từ trong ra, chẳng từ ngoài ra, cảnh giới Như Lai cũng là như vậy. Tùy suy ngẫm phân biệt như vậy, liền có hiện hiện vô lượng như vậy, ở trong mười phương đều không chỗ đến. Phật tử, như nước biển cả đều từ sức tâm Long Vương sinh khởi, biển nhất thiết trí của chư Phật Như Lai cũng là như thế, đều từ nguyện lớn thuộc xưa của Như Lai sinh khởi. Các vị Phật tử, như Đại Long Vương tùy theo ý muốn mưa xuống, nhưng mưa đó chẳng từ trong ra, chẳng từ ngoài ra, cảnh giới Như Lai cũng là như vậy. Tùy theo sự suy ngẫm phân biệt như vậy, liền có hiện hiện vô lượng như vậy, ở trong mười phương đều không chỗ đến cũng chẳng chỗ đi. Các vị Phật tử, như nước biển cả đều chịu sức tâm Long Vương khống chế, đó là do một thứ sức thần thông của Long Vương sinh khởi mà thành tựu sự sinh khởi. Biển nhất thiết trí huệ của chư Phật Như Lai cũng là như thế, đều từ nguyện lớn thuở xưa của Như Lai mà thành tựu sinh khởi. Trước khi Phật chưa thành Phật, khi tu hành Bồ Tát đạo, đi các nơi để cầu pháp, ở đâu cũng tu hành nhẫn nhục. Bất cứ ai đối với Ngài không tốt, Ngài đều nhẫn thọ, tuyệt đối không nổi giận. Nếu có người mắng Ngài hoặc đánh Ngài thì Ngài đều nhẫn nại, cho rằng đó là thiện tri thức đến dạy bảo.
dùng công phu nhẫn nhục để khắc phục tất cả nghịch cảnh, lại dùng pháp môn bố thí tu tất cả phước đức, lại tu pháp môn trì giới ba la mật, mỗi ngày xin tu giới định huệ, dùng nước ba học vô lậu để tiêu diệt lửa ba độc tham sân si, chân thật phát đạo tâm, chẳng sợ gian nan, chẳng sợ khốn khổ, dũng mãnh tinh tấn hướng về trước, học tập Phật pháp, lại tu tập thiền định, lại học tập bát nhã, dụng công tu hành từ từ, chẳng có lúc nào giải đãi, càng chẳng có hành vi phóng dật. Thuở xưa Phật phát đại nguyện, nguyện vì pháp hy sinh tánh mạng của mình, do đó có câu vì pháp quên mình, đã từng trải qua xả thân cứu hổ đói, lóc thịt cho chim ưng, Phật tu hành tại núi tuyết, vì cầu nửa câu kệ mà hy sinh thân thể quý báu, tinh thần đó thật là vĩ đại, vì cầu Phật pháp mà quên mất chính mình. Chỉ ôm lòng cầu pháp, chúng ta là Phật giáo đồ nên vì Phật pháp, hiện tại phải hồi quang phản chiếu, hãy nghĩ xem mình có giống Đức Phật, chịu khổ chịu cực để tu hành chăng, có khắc phục được tất cả cảnh giới khó khăn chăng, có vì pháp quên mình chăng. Những vấn đề này phải thời thời khắc khắc phản tỉnh ở trong đầu óc của mình, xác tấn mình một lòng tu đạo, đừng có hai niệm. Phật tử biển nhất thiết trí, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể nói được. Hôm nay tôi sẽ lược nói ví dụ, các vị nên lắng nghe. Phật tử cõi Diệp Phủ Đề có 2.500 con sông chảy vào biển. Tây cầu Già Nì có 5.000 con sông chảy vào biển. Đồng Phất Bà Đề có 7.500 con sông chảy vào biển. Bắc Uất Đơn Việt có 1.000.000 con sông chảy vào biển. Phật tử bốn thiên hạ này có 2.500.000 con sông như vậy, chảy vào biển liên tục không ngừng. Ý các vị thế nào? Nước đó có nhiều chăng? Đáp rằng rất nhiều. Các vị Phật tử biển nhất thiết trí huệ vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể nói được. Bồ Tát Phổ Hiền nói, hôm nay tôi sẽ vì đại chúng lược nói những ví dụ, các vị nên chú ý lắng nghe, không nên bỏ lỡ cơ hội. Đây là cơ hội trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Các vị Phật tử cõi Diêm Phủ Đề Nam Thiện Bộ Châu này có 2.500 con sông chảy vào biển. Tây cầu Già Nì, Tây Nhiều Hóa Châu có 5.000 con sông chảy vào biển. Đồng Phất Bà Đề, Đông Thắng Thần Châu có 7.500 con sông chảy vào biển. Bắc Uất Đơn Việt, Bắc Cầu Lư Châu có 1.000.000 con sông chảy vào biển. Các vị Phật tử bốn thiên hạ này có 2.500.000 con sông như vậy, chảy vào biển liên tục không ngừng. Ý các vị thế nào? Nước của 2.500.000 con sông đó chảy vào biển có nhiều chăng? Thế Thầy Bồ Tát các miệng cùng lời đáp rằng rất nhiều, rất nhiều. Phật tử lại có 10 long vương quang minh mưa xuống trong biển, nước đó nhiều gấp bội hơn trước. Trăm long vương quang minh mưa xuống trong biển, nước lại nhiều gấp bội hơn trước. Long vương Đại Trang Nghiêm, long vương Ma Na Tư, long vương Lôi Chấn, long vương Nan Đà Bạt Nan Đà, long vương Vô Lượng Quang Minh, long vương Liên Trú Bất Đoạn, long vương Đại Thắng, long vương Đại Phấn Tấn, có 80 ức các đại long vương như vậy. Mỗi vị đều mưa xuống trong biển, thầy đều lần lượt nhiều gấp bội hơn trước. Thái tử của long vương Ta Kiệt La tên là Diêm Phủ Đàn mưa xuống trong biển, nước lại nhiều gấp bội hơn trước. Các vị Phật tử lại có 10 long vương quang minh mưa xuống trong biển, so với nước của 2.500.000 con sông ở trước nhiều gấp bội hơn. Lại có 100 long vương quang minh mưa xuống trong biển, nước lại gấp bội hơn 10 long vương quang minh ở trước. Có 8 đại long vương, long vương Đại Trang Nghiêm, long vương Ma Na Tư, long vương Lôi Chấn, long vương Nan Đà Bạt Nan Đà, long vương Vô Lượng Quang Minh, long vương Liên Trú Bất Đoạn, long vương Đại Thắng, long vương Đại Phấn Tấn. Có 80 ức các đại long vương như vậy, mỗi vị long vương đều mưa xuống trong biển, nước mưa xuống của mỗi vị lần lượt nhiều gấp bội hơn trước. Thái tử của long vương Ta Kiệt La tên là Diêm Phủ Đàn mưa xuống trong biển, nước lại nhiều gấp bội hơn trước. Phật tử, nước trong cung điện của 10 long vương quang minh chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước. Nước trong cung điện của 100 long vương quang minh chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước. Long vương Đại Trang Nghiêm, long vương Ma Na Tư, long vương Lôi Chấn, long vương Nan Đà Bạt Nan Đà, long vương Vô Lượng Quang Minh, long vương Liên Trú Bất Đoạn, long vương Đại Thắng, long vương Đại Phấn Tấn. 80 ức các đại long vương như vậy, cung điện mỗi vị đều khác nhau, trong cung điện đều có nước, đều chảy vào biển, đều lần lượt nhiều gấp bội hơn trước. Nước trong cung điện của Diêm Phổ Đàn, thái tử của long vương Ta Kiệt La chảy vào biển
lại nhiều gấp bội hơn trước. Các vị Phật tử, nước trong cung điện của Mười Long Vương Quang Minh chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước. Nước trong cung điện của Trăm Long Vương Quang Minh chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước. Long Vương Đại Trang Nghiêm, Long Vương Ma Na Tử, Long Vương Lôi Chấn, Long Vương Nan Đà Bạt Nan Đà, Long Vương Vô Lượng Quang Minh, Long Vương Liên Trú Bất Đoạn, Long Vương Đại Thắng, Long Vương Đại Phân Tấn, có 80 ức các đại Long Vương như vậy. Cung điện mỗi vị đều khác nhau, trong cung điện đều có nước, đều chảy vào biển, đều lần lượt nhiều gấp bội hơn trước. Nước trong cung điện của Diêm Phù Đàn, Thái Tử của Long Vương Ta Kiệt La chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước. Phật tử, Long Vương Ta Kiệt La vừa đổ xuống biển, nước lại nhiều gấp bội hơn trước. Nước trong cung điện của Long Vương Ta Kiệt La chảy đổ ra biển lại nhiều gấp bội hơn trước. Nước đó chảy ra màu sắc lưu ly xanh biếc, chảy ra có thời, cho nên hải triều không thất thời. Phật tử, biển cả như vậy, nước biển vô lượng, các báu vô lượng, chúng sinh vô lượng, chỗ nương của đại địa cũng lại vô lượng. Phật tử, ý các vị thế nào, biển cả đó vô lượng chăng? Đáp rằng thật là vô lượng, không thể ví dụ được. Các vị Phật tử, Long Vương Tà Kiệt La, mưa đổ xuống biển, lượng nước mưa xuống lại nhiều gấp bội hơn so với Thái Tử. Nước trong cung điện của Long Vương Tà Kiệt La chảy đổ ra biển lại nhiều gấp bội hơn trước. Tóm lại, mỗi lần so với lần trước nhiều hơn, nước đó chảy ra màu sắc lưu ly xanh biếc, chảy ra có thời gian nhất định. Bởi vậy cho nên hải triều cũng có thời gian nhất định, rất đúng thời, không thất thời. Các vị Phật tử, có 25.000 con sông chảy ra biển, lại có 80 ức đại Long Vương mưa xuống chảy vào biển lần lượt nhiều hơn gấp bội, cho đến nước trong cung điện của Long Vương Ta Kiệt La chảy vào biển lại nhiều gấp bội hơn trước, không cách gì tính toán được lượng nước đó rốt ráo là bao nhiêu. Biển cả như vậy, nước biển vô lượng, các báu vô lượng, chúng sinh vô lượng, chỗ nương của đại địa cũng lại vô lượng. Các vị Phật tử, ý các vị thế nào, biển cả đó có vô lượng chăng? Đáp rằng thật là vô lượng, không thể ví dụ được, không cách gì hình dung được, thật là không cách gì nói rõ được. Phật tử, biển cả đó vô lượng, đối với biển trí của Như Lai chẳng bằng 1%, 1/1000, cho đến chẳng bằng 1 phần Upanishada. Chỉ tùy tâm chúng sinh mà ví dụ, những cảnh giới của Phật chẳng phải ví dụ đến được. Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết biển trí Như Lai vô lượng, vì từ lúc ban đầu phát tâm tu tất cả Bồ Tát hạnh không ngừng. Nên biết báu tụ vô lượng, vì tất cả pháp Bồ Đề phần giống Tam Bảo không ngừng. Nên biết chỗ trụ của chúng sinh vô lượng, vì chỗ thọ dụng của tất cả bậc học vô học thành văn độc giác. Nên biết trụ địa vô lượng, vì là chỗ ở từ bậc hoan hỷ cho đến bậc cứu kính không chướng ngại. Các vị Phật tử, biển cả đó vô lượng, nhưng đối với biển trí vô lượng của Như Lai không thể sánh bằng, chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, cho đến chẳng bằng 1 phần Upanishada, chẳng bằng 1 phần, một chút phần nhỏ nhất biển trí của Phật. Đó chỉ là tùy thuận tâm ý của chúng sinh mà đưa ra những ví dụ ở trên, chứ cảnh giới của Phật chẳng phải dùng lời lẽ mà diễn nói hết được, chẳng phải dùng ví dụ mà hình dung hết được, chẳng phải dùng tâm ý có thể tưởng tượng hết được. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết biển trí của Như Lai vô lượng vô biên, vì từ lúc ban đầu phát tâm tu tất cả Bồ Tát hạnh vĩnh viễn không ngừng. Lại nên biết báu tụ vô lượng, vì tất cả pháp Bồ Đề phần và hạt giống Phật Pháp Tăng Tam Bảo không ngừng. Lại nên biết chỗ trụ của chúng sinh thế gian cũng vô lượng, vì chỗ thọ dụng của tất cả bậc hữu học và vô học thành văn và độc giác. Lại nên biết trụ địa vô lượng, địa tức là thập địa của Bồ Tát tu, vì là chỗ ở từ bậc hoan hỷ địa cho đến bậc cứu kính không chướng ngại, tức là Phật địa. Hữu học là gì? Tức là thánh nhân sơ quả, nhị địa, tam quả, A-la-hán. Còn phải học tập Phật Pháp, đoạn tư học nên gọi là bậc hữu học. Thánh nhân sơ quả gọi là Tu Đà Hoàn, dịch là dự lưu, nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh, ngược lại với dòng phàm phu sáu trần. Thánh nhân nhị quả gọi là Tư Đà Hàm, dịch là Nhất Lai, còn một lần đến cõi trời dục giới và xuống nhân gian thọ sinh. Thánh nhân tam quả gọi là A Na Hàm, dịch là Bất Lai, chẳng còn thọ sinh tử trong dục giới. Thánh nhân tứ quả gọi là A La Hán, dịch là Bất Sinh, chẳng còn phần đoạn sinh tử, đã vào hữu dư Niết Bàn.
thành văn tu pháp bốn đế mà ngộ đạo. Bốn đế tức là khổ tập diệt đạo, duyên giác tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo. 12 nhân duyên tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh mà chứng đạo. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Phật tử, Đại Bồ Tát và vô lượng trí huệ, vì lợi ích tất cả chúng sinh, đời cảnh giới Như Lai ứng chánh đẳng giác nên biết như vậy. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát và vô lượng trí huệ, vì lợi ích tất cả chúng sinh, đời cảnh giới Như Lai ứng chánh đẳng giác nên biết như vậy. Bây giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa lý ở trên vừa nói mà nói kệ rằng: như cảnh giới tâm vô biên lượng, cảnh giới chư Phật cũng như vậy. Như cảnh giới tâm tự ý sinh, cảnh Phật như vậy nên quán sát. Cảnh giới của Phật tức là cảnh giới của chúng sinh. Cảnh giới của Phật vô lượng, cảnh giới của chúng sinh vô lượng. Do đó tâm Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt. Cảnh giới của Phật và cảnh giới của chúng sinh chẳng ngoài một tâm niệm hiện tiền. Cảnh giới của một tâm niệm cũng là vô lượng. Cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của tâm giống nhau. Cảnh giới của tâm là từ thức thứ 6 sinh ra. Cảnh giới của Phật là từ nguyện xưa mà thành tựu, nên quan sát kỹ càng như vậy. Như rồng chẳng lìa nơi bổn xứ, dù ngoan lực tâm đổ mưa lớn. Nước mưa tùy không chỗ đến đi, tùy tâm rồng nên thấm nhuần khắp. Giống như Long Vương ở trong Long Cung, chẳng rời khỏi Long Cung, dùng oai thần lực của tâm nổi mây lên ở trong hư không, rồi đổ mưa xuống. Nước mưa tuy chẳng phải từ nơi không có Long Vương ra, nhưng cũng chẳng phải từ nơi có Long Vương ra. Đó là từ oai thần lực của tâm Long Vương mà đổ mưa xuống. Mưa xuống khắp đại địa, khắp nơi đều thấm nhuần nước mưa. Thập lực mầu nì cũng như vậy, không từ đâu đến, không chỗ đi. Nếu ai tâm tịnh liền hiện thân, lượng đồng pháp giới vào lỗ lông. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Nếu tâm chúng sinh thanh tịnh, không có tư tưởng nhiễm ô, thì Như Lai sẽ hiện tiền ở trước họ, giống như nước lắng trong, thì mặt trăng sẽ hiện bóng vào. Cảnh giới Như Lai tận hư không khắp pháp giới, nhưng phóng ra thì di lục hợp, thu lại thì vào lỗ chân lông. Như biển châu báu nhiều vô lượng, chúng sinh đại địa cũng như vậy. Đánh nước một vị đồng không khác, kẻ sinh trong đó đều được lợi. Giống như châu báu trân quý ở trong biển, nhiều chẳng có số lượng, chúng sinh cũng vô lượng, đại địa cũng vô lượng. Đánh nước chỉ là một vị, chẳng có sự phân biệt. Những nước thấm nhuần vạn vật khiến cho sinh trưởng đều thọ được lợi ích. Biển trí Như Lai cũng như vậy, tất cả hết thảy đều vô lượng, hữu học vô học, bậc trụ địa đều ở trong đó được lợi ích. Biển trí huệ của Như Lai cũng như vậy, hết thảy tất cả ở trong biển trí huệ đều vô lượng vô biên. Thánh nhân bậc hữu học, thánh nhân bậc vô học, thánh nhân bậc thập địa đều ở trong biển đại trí huệ của Như Lai được thấm nhuận lợi ích. Phật tử, Đại Bồ Tát, nên làm thế nào biết được hạnh của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử: Đại Bồ Tát, nên làm thế nào biết được hạnh của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Phật tử: Đại Bồ Tát, nên biết hạnh vô ngại là hạnh của Như Lai, nên biết hạnh chân như là hạnh của Như Lai. Các vị Phật tử: Đại Bồ Tát, nên biết pháp môn vì dùng vô ngại tức là hạnh của Như Lai, nên biết hạnh chân như tức là hạnh của Như Lai. Phật tử: Như chân như thuở trước chẳng sinh, thuở sau chẳng động, hiện tại chẳng khởi. Hạnh Như Lai cũng như vậy, chẳng sinh, chẳng động, chẳng khởi. Phật tử, như pháp giới chẳng lượng, chẳng vô lượng, vì vô hình, hạnh Như Lai cũng như vậy, chẳng lượng, chẳng vô lượng, vì vô hình. Phật tử, ví như chim bay trong hư không trải qua trăm năm, nơi đã bay qua, nơi chưa bay qua, đều không thể lường. Tại sao? Vì cõi hư không chẳng có bờ mé, hạnh Như Lai cũng như vậy. Giả sử có người trải qua trăm ngàn ước na do thà kiếp phân biệt diễn nói, đã nói chưa nói đều không thể lường. Tại sao? Vì hạnh Như Lai không có bờ mé. Các vị Phật tử, giống như chân như, tiền tế chẳng sinh, hậu tế cũng chẳng động, hiện tại cũng chẳng khởi. Hạnh Như Lai cũng như vậy, tiền tế chẳng sinh,
hậu tế chẳng động, hiện tại chẳng khởi. Các vị Phật tử giống như pháp giới, không thể nói có số lượng, cũng không thể nói chẳng có số lượng. Tại sao? Vì chẳng có hình tướng. Hạnh của Như Lai tu cũng như vậy, chẳng có số lượng, chẳng phải không có lượng, vì không có hình tướng. Các vị Phật tử, ý như chim bay trong hư không, trải qua thời gian trăm năm, rốt ráo chim đã bay qua trong hư không bao nhiêu lần, nơi đã bay qua, nơi chưa bay qua, chẳng ai có thể biết được. Tại sao? Vì cõi hư không chẳng có bờ mé, cho nên chim bay qua bay lại chẳng có dấu vết. Hạnh Như Lai tu viên mãn vô ngại cũng như vậy, chẳng có mọi sự chấp trước, chẳng chấp tất cả tướng. Do đó có câu, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Đã đến được cảnh giới này, giả sử có người trải qua trăm ngàn ước na do tha kiếp, phân biệt sẽ nói, hoặc đã nói hoặc chưa nói, đều không thể lường. Tại sao? Vì hạnh Như Lai không có bờ mé, chẳng có hình tướng. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác, trụ hạnh vô ngại, chẳng có chỗ trụ mà hay khác vì tất cả chúng sinh, thị hiện sự tu hành, khiến cho họ thấy rồi vượt qua tất cả các đạo chướng ngại. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì trụ hạnh vô ngại nên chẳng có chỗ trụ mà hay khác vì tất cả chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo, thần thông diệu dụng thị hiện sự tu hành, khiến cho chúng sinh thấy rồi vượt qua tất cả các đạo chướng ngại. Phật tử ví như chim chúa, cánh vàng bay trong hư không đảo điện chẳng đi, dùng mắt thanh tịnh để quan sát các long cung ở trong biển. Phần tấn dư dũng mãnh, dùng hai cánh quả nước biển sẽ làm hai, biết rồng nam rồng nữ sắp chết bắt lấy ăn. Chim chúa cánh vàng Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như vậy, trụ hạnh vô ngại, dùng mắt phải thanh tịnh quan sát pháp giới tất cả chúng sinh trong các cung điện. Nếu người đã từng trồng cát lành đã thành thục thì Như Lai dùng thẩm lực phấn tấn dũng mãnh, dùng hai cánh chỉ quán quả nước biển tham ái ra làm hai, bắt lấy họ để ở trong Phật pháp, khiến cho họ đoạn trừ tất cả vọng tưởng hí luật, an trụ nơi hạnh vô ngại không phân biệt của Như Lai. Các vị Phật tử giống như chim chúa đại bàng cánh vàng bay trong hư không đảo liệm chẳng đi, dùng mắt thanh tịnh để quan sát tất cả long vương ở tất cả long ở trong biển, nhìn thấy rất rõ ràng giống con giống chó. Cánh của chim đại bàng cánh vàng mở ra rộng khoảng 300 đại do tuần, tiểu do tuần khoảng 40 dặm, trung do tuần khoảng 60 dặm, đại do tuần khoảng 80 dặm. Chim đại bàng phấn tấn dư dũng mãnh, dùng hai cánh quạt nước biển sẽ làm hai, khi thấy rồng nam rồng nữ sắp chết bèn bắt lấy ăn. Làm sao biết được rồng nam rồng nữ sắp chết? Vì rồng cũng có thần thông quảng đại, có thể nổi mây làm mưa, nhưng khi gặp được chim đại bàng cánh vàng, rồng nam rồng nữ sắp chết, không còn thần thông, toàn thân không thể động đậy, chỉ ở đó để làm thức ăn cho chim đại bàng cánh vàng. Chim chúa cánh vàng Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế, trụ nơi hạnh vô ngại, dùng mắt Phật thanh tịnh, quán sát khắp pháp giới hết tất cả chúng sinh trong các cung điện. Nếu có chúng sinh nào đã từng trồng cát lành hoặc chúng sinh nào cát lành đã thành thục, thì Như Lai dùng thẩm lực phấn tấn, dũng mãnh, dùng hai cánh chỉ quán quả nước biển tham ái ra làm hai, cứu họ ra. Biển sinh tử tham ái là nguồn gốc chướng đạo. Người tu hành bất cứ đối đãi với người hoặc loài vật sinh ra tâm tham ái thì sẽ phát triển chướng ngại sự tu đạo. Nói một cách đơn giản, ái dục tức là sinh tử tức là ái dục. Ái dục tức là gốc rễ của sinh tử. Nếu chẳng phá được ái dục vô minh thì chọn không thể lìa khỏi được biển tham ái sinh tử. Làm thế nào lìa khỏi được sinh tử? Rất là đơn giản, nghĩa là đoạn dục khử ái, chứ chẳng có cách nào khác. Người tu đạo đừng có tư tưởng tình ái, càng không thể có hành vi tình ái. Đối với bất cứ ai, đừng có sinh tâm tình ái. Có tình ái rồi thì gốc khổ không dứt được, có tình ái rồi thì sinh tử không chấm dứt được. Có người nói con người là động vật có cảm tình, thực xác tính vậy, bởi vậy cho nên mới phải tu đạo. Trong kinh 42 chương có nói, nghĩ người già như mẹ mình, người lớn tuổi như chị mình, người nhỏ tuổi như em gái mình, con nít như con mình, sinh tâm độ thác, liền diệt được tâm ác. Chúng ta người tu đạo phải quán tưởng như vậy, nếu không tình không ái, khi thấy người thì hống hách, chẳng xem ai ra gì chăng, như vậy cũng không đúng. Chúng ta đừng chấp trước tình ái, đừng sinh tâm tình ái.
Nhưng cũng đừng chán ghét họ, cũng không thể nói tôi chẳng thương người, tôi ghét người, như vậy cũng không đúng. Vậy phải làm sao mới đúng? Tức là đừng thương cũng đừng ghét, không thương không ghét là trung đạo. Tu đạo là tu đạo gì? Tức là tu trung đạo. Đối với bất cứ ai cũng đều đối đãi bình đẳng, từ bi, nhưng phải cẩn thận hành sự, đừng để rơi vào vòng tình ái. Các vị hãy chú ý, đừng để bị tình ái làm mê hoặc. Có người viết cho bạn một lá thư, thì trong lòng bạn cảm thấy hớn hở, mừng rỡ, nhảy nhót vui mừng, cho rằng có người thương bạn, đó là việc tốt. Kỳ thật họ muốn ném bạn xuống địa ngục. Các vị thiện tri thức phải ở tại chỗ này, dụng công phu phải thấu hiểu rõ ràng, ái dục là một sự việc rất phiền não. Từ vô thủy đến nay, sinh tử không ngừng. Tại sao vậy? Vì bị hai chữ tình ái làm hại. Nếu đoạn dục khử ái được, thì mới thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. Phàm là những gì bạn muốn tức là ái, những gì bạn không thích tức là ghét. Bạn thích cái này thì sinh ra tâm ái, bạn không thích cái kia thì sinh ra tâm ghét. Đó đều là dụng sự trên tình ái. Người tu hành không nên dùng tình cảm để xử lý mọi việc, nhưng cũng không thể giống như quan công ngồi ở đó cầm kiếm để cho bạn lạnh. Ông ta cũng chẳng để ý đến bạn. Đối với mọi người phải hòa mục, phải có sự lễ phép, đừng cống cao ngã mạn, trong mắt chẳng xem ai ra gì hết. Tóm lại, đối với mọi người phải từ bi làm bổn hoài, phương tiện làm cửa, ở đâu cũng nghĩ đến người khác, khiến cho mọi người sinh tâm hoan hỷ. Chúng ta còn hơi thở thì phải đối đãi tốt với người khác, nhưng đừng có tư tưởng tình ái xen vào bên trong. Các vị nên nhớ pháp môn này rất quan trọng, như là cứu thoát những chúng sinh chìm đắm ở trong biển tham ái, để họ ở trong Phật pháp, khiến cho họ đoạn trừ tất cả vọng tưởng hí luận, an trụ nơi hạnh vô ngại, không phân biệt của Như Lai.